Rồi lúc mà bà đi về nhà nội á, hai đứa ở nhà có ngoan không? Ngoan thiệt không? Có phá vách hay hư hỏng cái gì không nè? Thiệt hả? Rồi chắc chưa? Chắc hả? Đứa nào đái bậy? Hả? Đứa nào đái bậy? Đi đâu? Đứa nào? Đi đâu? Trốn đi đâu? Rồi đứa nào lục thùng rác? Đứa nào lục thùng rác? Hay ha, bày đặt ha. Nay tôi đi ở nhà phá phách ha, cũng bị đòn đúng không? Hả? Bị lỗi chưa? Một lần nữa nha, hai cô cậu ăn đòn đó.